Cái chi Đức Phật cũng dạy về cái khoảnh khắc thực tại hết, đừng có bỏ qua quý vị. Bây giờ thì con xin ngâm câu kệ số 261 ạ. Yam hi sa chăng cha tham bồ cha ahinsa sanh nhạ mô đa mung sa vê văn ta ma thi rô thê rô y tí bà vô cha tì. Yam hi sa chăng cha tham bồ cha ahinsa sanh nhạ mô đa mung sa vê văn ta ma nô thi rô thê rô y tí bà vô cha tì. Yam hi sa chen cha tham mô cha ahin sa sanh nhà mô đa mô sa vê văn ta ma nô thi rô thê rô y tí bà vô cha tô. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc chí không cấu uế, mới xứng danh trưởng lão. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và sư sinh nhiều mít cho rung. Sa thú, con kính tri ân sư tuệ nhận. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thần minh hạnh sư pháp tính sư tuệ nhẫn cô tu nữ tham á cha rí. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 261. Dầm hí sắc chàm giá thầm mù chá á hiềm xà sầm nhá mù đá mù sa quê hoàn ta ma lô thì rô thề rô y tí ba vút chá tí. Dầm hí sắc chàm chá thầm mù chá a hiềm xà sàn nhá mù đá mù sa quê hoàn ta ma lô thì rô thề rô y tí ba vút chá tí. Dầm hí sắc chàm chá thầm mù chá a hiềm xà sầm nhá mù đá mù sa huệ hoàn a ma lô thì rô thề rô y tí ba vút chá tí. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không cấu uế, mới xứng danh trưởng lão. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dầm hí sáu chân chá thầm mù chá a hiềm xà sàn nhá mùn đá mùn sa quê hoàn ta ma lô thì rô thề rô y tí ba vút chá tí. Vị nào chân lý lên đường, tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì, sống đời chánh hạnh tuệ tri, xứng danh trưởng lão xứng gì sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giai Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông. Nam mô Bức Tha Giá, nam mô Tâm Ma Giá, nam mô Thân Tha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô phụ nữ Tham Ma Cha Lý, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đặng Đông, sách Áo Minh và sách Kim Nhung cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể cô kinh pháp cú số 261 ạ. Cảm ơn chị Nhật Trình cho biết tín hiệu. Dầm hi sắc chăng trà thâm mô chá a hiêm sa sanh nhà nô đá mô xà quê qua ta mà lô thi rô thê rô y ti bà vút chá ti. Dầm hi sắc chăng trà thâm mô chá a hiêm sa sanh nhà mô đá mô quê qua ta mà lô thi rô thê rô y ti bà vút chá ti. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không khấu quế, mới xứng danh trưởng lão. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
dầm thi sắc chân trà thâm mô cha a hiên sa sanh nhà mô đá mô xà quê qua ta mà lô thi rô tê rô y ti bà phút cha ti. Vị nào chân lý lên đường tự chế vô hại chẳng vui những gì sống đời chánh hạnh tệ tri xứng danh trưởng lão xứng gì sa môn. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ, xin gửi mít lại cho chị Gạc Lê ạ. Dạ nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ kính cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin tranh thủ đọc đọc cái bài Pháp Cú 261. Dạ Dân hí chách chành chá thầm mồ chá á hiềm xà sành nhành mồ đá mồ xà quề quần ta ma lồ thi rồ thề rồ y tí bát vút chá tí. Dành hi chát sát chân chà tham mô chán a him sa sanh nhàn mô đa mô sa quê quan ta ma tô thi rô thế rô y ti bà vốn cha ti. Dạm hi sát chân chà tham mô cha a him sa sanh nam mô sa quê quan ta ma lô thi rô thế rô y ti bà vút cha ti. Dạn hi sát chân chà tham mô cha a him sa sanh nam mô đa mô cha quê quan ta ma lô thi rô thế rô y ti bà vun ca ti. Dạ ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục bậc trí không câu uế mới xứng danh là trưởng lão. Và dạ, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vì nào chân lý lên đường tự chế vô hại chẳng vương nhiễm sống đời chánh hạnh tuệ tin tuệ trí xứng danh trưởng lão xứng vị sa môn. Và dạ, đó là phổ thơ huyền thoại dưới đất. Và dạ, kính mời vị. Alo ạ. Dạ alo. Dạ cảm ơn chị Trần Đạo, cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn chị Nhật Hình và chị Rạng Đông cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Cảm ơn Ái Minh. Nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ sư Pháp Tín, kính đảnh lễ cô Ma Chari, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú số 261 ạ. Dầm hi sách chành cha thầm mô cha hình xa xanh nha mô đa mô xa quê quan ta ma lô thi rô thê rô y ti ba vô cha ti. Dầm hi sách chành cha thầm mô cha hình xa xanh nha mô đa mô xa quê quan ta ma lô thi rô thê rô y ti ba vô cha ti. Dầm hi sách chanh cha tham mô cha a hình sa sanh nhà mô đa mô sa quê quan ta ma lô thi rô thê rô y ti bà vúc cha ti. Ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục bậc trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dầm hi sách chanh cha tham mô cha a hình sa sanh nhà mô đa mô sa quê quan ta ma lô thi rô thê rô y ti bà vúc cha ti. Vị nào chân lý lên đường tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì
sống đời chánh hạnh tuệ tri, xứng danh trưởng lão, xứng vì sa môn, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Kính cảm ơn huynh Quát Tha Bân Ná đã bốt bài. Dạ kính mời chị Sương Mai ạ. Dạ em kính mời chị. Dạ kính cảm ơn chị Hồng Nhân, chị Kim Nhân. Dạ con Sương Mai Nam Mô Bụt Thà Dạ Nam Mô Thân Ma Dạ Nam Mô Sa Sa Dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tiên nữ và sư mai, kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 261. Dâm hí sắc chanh chá thầm mô chá á hiềm xá sanh nhá mô đà mô xa quế quan tám á lô thi rô thê rô yếu tí bá quốc chá tí. Dâm hí sắc chanh chá thầm mô chá á hiềm xá sanh nhá mô thá mô xá quê quan tám á lô thi rô thê rô yếu tí bá quốc chá tí. Dầm hi sắc chân ta thăm mô cha ai im sanh nha mô thăm má nô xa quê quan ta mà lô thi rô thê rô yếu tí bá quốc chá tí. Dầm hi sắc chân cha thăm mô cha ai hương xa xanh nhà mô tha mô xa quê quan ta mà lô thi rô thê rô y ti bà vút cha ti. Hai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục, bậc tí không cấu quế mới xứng danh trưởng lão và bà bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Vị nào chân lý lên đường tự chế vô hại chẳng vương nhiệm gì, sống đời chân hạnh xứng danh trưởng lão xứng vì sa môn bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Và kính mời em mình, kính mời huynh Quách Thanh Lá nữa huynh. Dạ sa thú lành thay chị Sương Mai. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thân Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy Đức Pháp Tính, đầy Đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thanh Mai Thi, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ. Kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Trần Đạo, chị Rạng Đông, chị Nhật Quỳnh, chị Kim Nhung đã cho biết được tín hiệu. Cảm ơn Vinh Trưởng đã có bài. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 261. Dâm hí sa chanh cha thầm mô cha hiền sa sanh nha mô đa mô sa về quanh tam a lô thi rô thê rô y tí bá quốc chá tí. Dâm hí sa chanh cha thầm mô cha a hin sa san nha mô đa mô sa quê quan ta ma lô thi rô thê rô y tì ba vô cha tì. Ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục, bậc trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dâm hi sa chan la thâm mô cha a hin sa san nha mô đa mô sa quê quan ta ma lô thi rô thê rô y tì ba vượt cha tỷ. Dâm hi sa chan cha thầm mô cha hiền sa san nha mô đa mô sa quê quan ta ma lô thi rô thê rô y tí ba vượt cha tí. Vị nào chân lý lên đường tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì, sống đời chánh hành tuệ tri, sanh trưởng lão xứng vị sa môn phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính dâng mít đến cô Tuệ Duyên ạ. Dạ cú sử lành thay, kính cảm ơn anh Minh. Nam mô Thầy Giá Thầm Ngoài Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thân lễ chư Đăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân quý Phật tử. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể câu pháp cú số 261. Và cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Dâm hi sắc chanh cha thầm mô cha
a hin sa san nha một đa mô sa quê quan ta la mô thi rô thế rô y ti ba vô ta ti ni sắc chân cha thầm mô cha anh sa san nha mô đa mô sa quê quan ta ma lô thi rô thế rô y ti ba vô cha ti. Ai chân đúng hại biết chế phục trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Quả thân vì nan lý tự chế vô hại chẳng những gì sống đời chánh hệ tri xứng danh trưởng lão xứng vì. Và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và tụi em đã kể xong. Và bây giờ thấy tín hiệu của Quỳnh Quách Thanh Á. Dạ, sa thu lành thầy, cô tu nữ Tề Duyên. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được cái kinh pháp cú số 261. Dạ, cảm ơn Sít Rạng Đồng, Sít Thông Thị Kim Nhung, Sít Nhật Thuyền, Sít Hoa Nguyện cho biết nghe rõ. Yam hi sắc chân cha thầm mô cha a hin sa san nha mô đa mô sa vê văn ta ma lô thi rô thế rô y ti pa vô cha ti. Yam hi sắc chân cha thầm mô cha a hin sa san nha mô đa mô sa vê văn ta ma lô thi rô thế rô y ti pa vô cha ti. Ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục bậc trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Bản dịch của ngài Minh Châu. Vị nào chân lý lên đường tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì sống đời chánh hạnh tuệ tri xứng danh trưởng lão xứng vì sa môn. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Tha Giá, con xin được xuống mic. Dạ, thấy Sít Cẩm Vân vừa online trở lại, đang biết Sít Cẩm Vân có kể không, nếu kể là xin là giơ tay nha, và Tana sẽ gửi bài học cho. Đó. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rum. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 261. Dầm hí sắp chân chá thâm mô chá á hiềm xa sân nhà mô đá mô xá quê quan tá má lô thi rô thê rô ý tí báo vút chá tí. Dâm hí sách chanh chá thăm mô chá á hiềm xa sân nhà mô đá mô xá quê quan tá má lô thi rô. Dâm hí sách chanh chá thăm mô chá a hiềm sa san nhà mô đá mô xá quê quan tá má lô thi rô thê rô ý tí phá vút chá tí. Ai chân thật đúng pháp không hại biết chế phục bậc trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
vị nào chân trí chân lý lên đường, tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì, sống đời chánh hạnh tuệ tri, xứng danh trưởng lão, xứng vì sa môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và cộng dân đã ôn bài xong, muốn mời Sip Tâm Pháp nha, Sip Nhật Quỳnh và Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Đại Đức Pháp Kính, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tài Nhẫn. Con kính đại quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép được cầu Phật môn hai chân 261. Dàm hí sắc chàng chất thầm mồ chất á hình xà nhằn nhớ mồ đá mồ sơ quê quàng tá má lồ thề rồ thề rồ ý tí bá vút chất tí. Ai chân thật đúng pháp không hại, biết chế phục bậc trí không cấu ế, mới xứng danh trưởng lão của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dầm hi sát chanh chà thăm mô cha ai xa xanh nha mô đa mô xa quê quanh ta mà lô thi rô thê rô y tí ba vui chết đi. Vị nào chân lý lên đường, tự chế vô hại chẳng vương nhiễm gì, sống đời chánh hạnh tề tri, xứng danh trưởng lão, xứng vì sa môn của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân Sức Nhật Quỳnh, con kính gọi mặt tên đạo tràng. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, sa thu kính cảm ơn Thích Tâm Pháp. Nam Mô Bố Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Sức Trần Đạo, Tâm Pháp và Sức Kim Dung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin phép được đọc một lần câu phúc của kinh số 261. Dâm hi sắc chăng cho thầm mơ cho a him sa sanh nhà mô đa mô sa quê quan tâm mà lô thị rô thệ rô y tí vút cha tí. Ai chân thật đúng pháp không hại, biết chế phục bậc trí không cấu ế, mới xứng danh trượt lão. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ cảm ơn Vinh Quát Thanh Á cho bài học. Dạ cảm ơn Vinh. Dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính để tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 261. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Trạng Đông, Xích Kim Nhung, Xích Sương Mai, cô Ái Minh, cô tu nữ Tuệ Duyên, Minh Quát Thanh Á và Cẩm Vân đã hoàn hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp của kinh số 262. Mời Minh Quát Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương.
Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lầm ở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, mưa lành trước khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 262. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ sa thú lành thay kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Dạ, quý vị nghe nhỏ hơn. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ Nam mô Tham Ma Dạ Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Lúc nãy chúng tôi nghe quý vị nói nghe nhỏ, thành ra đó là chúng tôi chỉnh cái mic lên cho nó to. Yeah, kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Yeah. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 262. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ 262 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Na wat karana matte na. Na wat karana matte na. Đoạn thứ hai: Wanna pokkara taya wa. Wanna pokkara taya wa. Đoạn thứ ba: Sa thu rupo na rohoti. Sa thu rupo na rohoti. Đoạn thứ tư: Isuke machari satho. Isuke machari satho. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên ná, đây là một phủ định từ có nghĩa là không. Xin lỗi quý vị, đoạn này có 2 từ thôi chứ. Từ thứ hai, wakaranamatte ná, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Wakarana cộng với là matta. Một hợp từ này chia theo cách thứ ba số ít. Khi mà chúng tôi nói chia theo cách thứ ba đó, chúng ta hiểu trong ngôn ngữ Bali đó, Pati và Vipati đó, thì trong cách thứ ba đó
ở đó có thêm giới tự do, bởi, với, bằng theo. À, cách thứ ba đó, thêm mấy cái giới từ đó. À, như vậy thì cái hợp từ này chúng ta tách ra thành hai từ. Từ đầu tiên, Vakkarana. Vakkarana có nghĩa là lưu loát, à, trôi chảy. Vakkarana hả? Không không không, Vakkarana đó có nghĩa đó là việc nói năng. Vakkarana matta đó thì là mới là hùng miệng hay là nói lưu loát trôi chảy. Còn Vakkarana không đó thì có nghĩa đó là việc nói năng, việc nói năng thôi. Vakkarana đó là việc nói năng. Rồi chữ matta đó, đây là một cái quá khứ phân từ của động từ. Của động từ macchati. Mà động từ mắt cho tí đó thì có nghĩa là bị say mê hay là đầy sự vui thích. À, cho nên cái việc nói mà khiến cho người ta vui thích, khiến cho người ta say mê đó, thì mình mới dịch nguyên cả một cái cụm từ đó là Vakkarana matta đó, là nói năng lưu loát, nói năng trôi chảy hay là hùng biện. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên là một hợp từ Vanna Pokkarata. Thì Vanna Pokkarata mà chia theo cách thứ ba, thành ra nó có cái hình thức là Aya. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra Vanna cộng với là Pokkarata. Vanna là sắc đẹp hay là sắc tốt. Rồi Pokkarana. Xin lỗi, chữ Vanna đó mình không có dịch là sắc đẹp, sắc tốt. Mà Vanna chỉ là sắc diện thôi. Mình lấy nghĩa là sắc diện thôi. Còn chữ Pokkarata đó, Pokkarata đó là cái màu hoa sen. Nhưng mà ở đây đó chúng ta lấy cái nghĩa đó là sự đẹp tốt hay là sự tốt đẹp. Như vậy thì Vanna Pokkarata đó mình dịch là sắc diện tươi tốt. Sắc diện tươi tốt. Chữ qua qua sao đó có nghĩa hoặc là, có nghĩa hoặc là. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba có ba từ. Từ đầu tiên Satha Rupo, đây là một cái tính từ. Tính từ mà chia theo chủ cách thì mình hiểu đó. Một, nó sẽ là tính từ bổ nghĩa cho một cái chữ, một danh từ chủ ngữ nào đó. Nếu mà nó đứng một mình á thì mình hiểu là chỉ cho người. Thì trong trong trường hợp chữ Satha Rupo nó bổ nghĩa cho chữ Naro. Satha Rupo có nghĩa là hiền lương hay là thiện lương. Hiền lương hay là thiện lương. Đẹp người, đẹp nết.
Hiền lương, thiện lương. Naro là người. Như vậy là sa thú rupo naro là người hiền lương hay là người thiện lương. Chứ hô tí đây là động từ to be. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có động từ to be ở đây, đó chữ hô tí này có nghĩa, ở đây mình lấy cái nghĩa đó là trở thành. Ở đoạn thứ tư có ba từ. Ba từ này đều chia theo chủ cách hết. Cho nên chúng ta hiểu đây là ba từ chỉ cho người. Itsuki. Từ đầu tiên, Itsuki là người có tính ganh tị. Từ thứ hai, Machari là người có tính bủn xỉn, keo kiết. Từ đầu tiên, Itsuki là người có tính ganh ghét, hay ganh tị. Từ thứ hai, Machari là người có tính bủn xỉn, keo kiết. Từ thứ ba, Sato. Sato là người có tính dối trá, lắm mánh khóe, xảo quyệt. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Bây giờ chúng ta nhìn vô bốn cái đoạn Bali này đây, chúng ta thấy cái đoạn cuối cùng đó, ba từ đều chia ở chủ cách. Thì nếu mà phải lập lại văn xuôi đó, thì chúng ta phải đưa cái đoạn thứ ba ra đằng sau. Thì lúc đó, đó chúng ta sẽ dễ dàng thấy thấy cái cấu trúc của Bali. Chúng ta mới lấy cái đoạn thứ tư chúng ta dịch trước. Itsuki, người có tính ganh ghét. Machari, người có tính keo kiết, bủn xỉn keo kiết. Sato, người có tính xảo quyệt. Yawakaranamattena, được trang trí bởi sự nói năng lưu loát. Qua hoặc là Wanapokarataya, bằng hay là bởi, bởi sắc diện tươi tốt. Na, không, hô tí trở thành sa thú rupo naro, người hiền lương hay là người hiền thiện. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 262. Kính riêng sĩ đại mình đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 262. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang sammabuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang avivadhemi. Svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami. Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng.
Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 262. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 263 có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến nhiều vị tỳ kheo. Có vào thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại Tiền, có một lần nọ, khi nhìn thấy các vị tỳ kheo trẻ và các vị sa di lo phục dịch hầu hạ các vị thầy tế độ, thầy Acharya, thầy Asalê, thầy Yết Ma của mình, như là giặt vũ nè, nhuộm y nè, đấm bóp nè, quét rác nè, vân 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 vân. Thì một số các vị mà tương đối có danh vọng địa vị ở trong tăng đoàn, được nhiều người biết đến, thì các vị này đó mới khởi lên cái sự ganh tị, khởi lên cái sự ganh ghét, nghĩ rằng chúng ta là những cái người có, mình nói theo kiểu người đời đó là có máu mặt, có tài thuyết pháp hùng biện, nhưng mà rốt cuộc đó thì không có ai hầu hạ chi cả. Hay là bây giờ mình cùng nhau mình rủ đến xin Đức Phật đó. Là thưa với Đức Phật, bạch ngài đó, chúng con thông thạo về kinh điển nè, thuyết pháp đó lầu thông, nói năng lưu loát, rồi cũng tương đối đó là có danh vọng địa vị ở trong tăng đoàn, rồi cũng tương đối đó là có uy tín với hàng tứ chúng. Vậy thì xin ngài đó hãy cử một số tỳ kheo trẻ, sa di trẻ đó hầu hạ phục vụ chúng con. Khi mà các cái vị này khởi lên cái ý nghĩ đó, đó bắt đầu đó mới đi đến bạch trình lên Đức Thế Tôn cái ý nghĩ của mình. Thì sau khi Đức Thế Tôn ngài nghe lời bạch trình của các vị trưởng lão đó, đó thì ngài mới biết ngài mới biết cái tâm tư suy nghĩ của các cái vị trưởng lão này. Ngài nói nếu như mà dựa theo giáo pháp, dựa theo luật tạng đó, thì những cái ý nghĩ này của các vị này đó là đúng. Các vị này đó là trưởng lão thì cũng cần thiết phải có sa di hoặc là tăng tỷ kheo phục dịch hầu hạ. Nhưng mà vì rằng các vị đó là kể công, kể công cho nên đó là đòi được sự cung kính, danh vọng, lợi đắc. Thì thành thử ra khi mà Đức Thế Tôn ngài hiểu suy nghĩ ý nghĩ của các cái vị này đó, thì lúc đó ngài mới dạy, mục đích nhằm để cho các cái vị này đó là giảm bớt đi cái tham hay là thích thú trong lời đắc chân vọng cung kính, giảm bớt đi cái sự ganh ghét đối với người. Ngài mới dạy là ngài nói này các tỷ kheo,
Như Lai không gọi các ngươi là thiện lương, à, là người thiện lương. Sa thú rupo, sa thú rupa là các ngươi. Chỉ vì đó các ngươi có cái tài biện thuyết, à, có tài đó nói năng lưu loát. Như Lai chỉ gọi người thiện lương khi người ấy đó đã cắt đứt được các pháp bất thiện, à, nhất là sự ganh ghét. Sau khi mà Ngài dạy dạy xong, Ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu, theo số thứ tự đó là 262. Ngài thuyết Navakaranamattena Vannapokkarataya Vang Sathu Rupo Narohoti Isuki Machari Sathu. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. Và đồng thời Ngài Hòa Thượng Giới Đức, Ngài cũng dịch như thế này: phải đâu hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương, nếu còn ganh dính mã vương, ngã vương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Và đồng thời khi nãy chúng tôi cũng đã chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi, à, cho nên qua ba cái bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để bà con chư Phật tử chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. À, câu kệ này còn tiếp nối thêm một cái câu kệ khác nữa, xin thưa quý vị. À, thì cái câu kệ sau đó, à, câu kệ đầu này nè là dạy cho chúng ta cái hiện trạng vậy. Thì câu kệ sau đó, à, thì Đức Thế Tôn Ngài mới dạy đó là để trở thành cái bậc thiện trí này, hoặc là để trở thành người sa thú rupo, đó là người thiện lương hay là hiền thiện đó, đó thì cần phải làm cái gì? Cần phải có những cái đức tính, pháp tính tốt đẹp nào. À, thì câu đó đó ngày mai chúng ta học. Hôm nay chúng ta học cái hiện trạng thôi. À, tức là chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 262. À, câu kệ này đó, nếu mà chúng ta học theo kiểu từ đầu đi xuống, từ trên đi xuống đó, tức là từ câu 1 rồi xong qua câu 2, xong qua câu 3, xong qua câu 4 đó, thì xin thưa quý vị chúng ta sẽ rất là khó hiểu. Và rất là khó hiểu. À, còn nếu như mà chúng ta học ngược, học theo kiểu dịch văn xuôi đó, thì xin thưa quý vị, chúng ta đọc vô cái bản văn xuôi này nè, thì ít nhiều gì đó chúng ta cũng hiểu hiểu được chút chút liền. À, dịch văn xuôi là người có tính ganh ghét này, người có tính bủn xỉn keo kiết này, người có tính xảo quyệt này, được trang trí bởi sự nói năng lưu loát, bởi sắc diện tươi tốt đó, thì không trở thành người hiền thiện được. À, quý vị đọc vô cái câu văn xuôi này thấy mềm không? Thấy dễ hiểu không? À, dễ hiểu xin thưa quý vị. Ở đây chúng tôi xin được hỏi quý vị ha. Mình mà trở thành người nói năng lưu loát, hùng biện đó, thì đó có phải là cái quả phước không xin thưa quý vị? Rồi mình trở thành người có sắc diện tươi tốt này, thì đó có phải là quả phước không xin thưa quý vị? Dạ phải. Có người đó cho rằng ha, nói năng lưu loát đó,
thì mình chỉ cần luyện tập thôi, tức là bỏ công ra là được rồi, chứ nó không có liên hệ gì đến cái nhân phước cả. Nhưng mà kỳ thật ra này, xin thưa quý vị, để mình nói năng lưu loát được đó, thứ nhất là mình phải có lợi khẩu, tức là mình phải có cái chất giọng. Mình phải có cái chất giọng nói sao cho nó du dương, trầm ẩm, trầm trầm bổng. Thì khi đó đó mới dễ dàng đi vô cái lỗ tai người ta được. Rồi để cái lời nói của mình đó mà nó mang tính cách là lưu loát, hùng biện, có đầu, có giữa, có cuối, là lập luận chắc chắn, có thể nói phải thành trắng, có thể nói trắng thành phải đó. Thì xin thưa quý vị đó, đòi hỏi mình phải có cái tài. Do đòi hỏi mình phải có cái tài, mình phải có cái sự khôn ngoan, có cái sự khéo léo. Thì khôn ngoan khéo léo đó đó, tức là mình phải là người có trí tuệ, có sự khôn ngoan tương đối đó hơn người khác. Thì đó là cái quả phước đó, cái quả phước đó xin thưa quý vị. Vậy thì để có được những cái quả này nè, khoan, thành ra trong đời sống này nè, chúng ta thấy đó, chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy đó, vừa có người có sắc diện tươi tốt nè, nói năng lưu loát hùng biện nè, rồi cũng có người đó chỉ có sắc diện tươi tốt mà không có khả năng nói năng lưu loát hùng biện được. Rồi có người đó là có khả năng nói năng lưu loát hùng biện được nhưng mà lại không có sắc diện tươi tốt. Rồi lại có người đó không có cả hai thứ này. Dạ, không có cả hai thứ này. Thì từ cái chỗ này là chúng ta mới thấy đó, là nó liên quan tới nhân quả nghiệp báo. Liên quan tới nhân quả nghiệp báo. Trong bài kinh Chôn Của Để Dành, ở trong đó có đoạn người màu da tươi sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ, bậc chuyển luân thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Tức là đời xưa kiếp trước mình đã tạo, từng tạo nhân phước, từng tạo nhân phước liên quan, cho nên đời này kiếp này đó mình mới sinh ra, mình mới có được các cái kết quả tương ứng. Có sắc diện tươi tốt là đời xưa kiếp trước mình tạo nhân gì xin thú gì? Đức Thế Tôn đó, trong 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn nó có một cái tướng đó là da dẻ ngày hồng hào, trương mịn. Thì mới giải thích đó là do đời xưa kiếp trước ngài bố thí đủ chủng loại y phục, hay là đa chủng loại y phục. Rồi bên cạnh ngài bố thí đa chủng loại y phục đó, ngài còn giữ cho cái tâm của mình sân hận nhất. Thành ra đó là ngài mới có được cái da dẻ hồng hào trơn mình. Cho nên là bây giờ đó mà mình muốn đời sau kiếp khác mình có cái sắc diện tươi tốt nè, sắc diện đẹp đẽ này, dễ nhìn dễ mến đó. Thì nhưng mà trực tiếp đó, đó là bố thí cúng dường đa chủng loại y phục, rồi là cố gắng gìn giữ để cho sân tâm nó đừng có sanh lớn. Đó là nhân trực tiếp. Nhưng nhân gián tiếp đó là khéo tác ý. Yoniso manasikara, yoniso manasikara khiến cho mình có được các cái loại quả y như ý nguyện. Thì thành ra đó là để có được cái quả là sắc diện tươi tốt đó, thì mình phải tạo công đức, tạo nhân phước. Rồi để có được cái quả là nói năng lưu loát,
không biến biến tai, thì xin thưa quý vị mình cũng phải tạo cái quả, à xin lỗi, tạo cái nhân, à, nhân phước. Ngài đi giá, ngài phát đi giá lùng đó, xin thưa quý vị, ngài phát đi giá lùng là Đức Thế Tôn ngài ban cho ngài một cái địa vị là người có cái giọng nói đó, ngọt ngào quyến rũ nhất. Đó thì để có được cái thành quả đó là trong trong vô thủy luân hồi, trong nhiều kiếp ngài đã luyện. Khi nói chuyện với ai đó là nhỏ nhẹ nè, êm tai nè, êm ái dịu dàng. Đó, êm tai mấy dịu dàng. À, thì mình mới có à, mình mới có được cái giọng nói đó là truyền cảm à, êm tai nè à, rồi để cái giọng nói của mình đó, mà nó trở nên đó là lưu loát là hùng biển đó, thì xin thưa quý vị phải nhắc và tạo cái nhân. Cái nhân gần như đó là để mình đạt được tứ tuệ phân tích. À, giờ cái nhân để đạt được tứ tuệ phân tích là mình phải có đa văn à, mình phải có đa văn trước, là phải có đa văn rồi sau đó, đó mới tập suy gẫm suy tư chiêm nghiệm à, về các pháp, thì lúc đó nó mới thành tựu được tứ tuệ phân tích, hoặc là thấp hơn tí đó là thành tựu được sự nói năng lưu loát. À, như vậy thì là để trở thành người nè nói năng lưu loát hùng biện nè, để trở thành người có cái sắc diện tươi tốt đó, thì buộc lòng đó là người đó phải đã từng tạo công đức, đã từng tạo tạo phước, và đã từng tạo phước. À, nhưng mà thử hỏi quý vị này nha, khi mình tạo phước rồi, cái bây giờ mình mới trở thành người dạy 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 nè. Tức là người có những cái đặc tính này nè ha. Nhưng mà khi có những cái đặc tính này nè, thì đây chính là cái quả, quả phước. Có cái quả phước này rồi, khi mình sử dụng nó thì lúc đó là biến thành nhân. Chúng tôi ví dụ đơn giản ha. Mỗi một người chúng ta đó là có đầu mình tay chân. Để đầu nè, mình hai tay hai chân, thì đầu mình tay chân này đó chính là cái quả phước của chúng ta, được sanh làm người đó là phước, là do phước à, do quả phước thì mình mới được sanh làm người. Nếu mà không có phước đó thì là mình bị sanh làm súc sinh là quỷ khổ là địa ngục à, cho nên được sanh làm người đó là quả phước. Như vậy thì mình có mình đầu mình tay chân này đó là quả phước, thì khi mình sử dụng hai cái tay này nè à, thì lúc đó mình biến cái quả thành nhân. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ hai cái tay của mình nè chỉ thuần dùng làm việc thiện, hay là hai cái tay của mình đó ngoài làm việc thiện ra còn làm việc ác à, còn làm việc ác à? Có thể có à, đối với phàm phu đó thì hai đầu mình tay chân này nè ngoài làm việc thiện ra à, còn làm việc ác. Dạ còn làm việc ác à, thì thành thử ra đó là để mà làm được việc thiện à, đầu mình tay chân này nè, để mà làm được việc thiện đó thì buộc lòng ở trong cái đầu mình tay chân này nè là nội tâm đó, thì phải là ít hoặc là không có tính ganh ghét nè, ít hoặc không có tính bủn xỉn keo kiết nè, ít hoặc không có tính xảo trá, mang trá, dối trá à, thì mình mới có thể đó là làm việc thiện, tạo các công đức được. Cũng vậy à, cũng vậy, khi
thành quả nói năng lưu loát, khi thành tựu được cái quả có sắc diện tươi đẹp, nếu dùng dùng cái quả nói năng lưu loát, dùng cái quả sắc diện tươi đẹp đó đó để tạo ra các cái việc thiện khác, để tạo ra các cái việc thiện khác đó. Thì khi mà tạo ra cái việc thiện, các cái việc thiện khác thì đồng nghĩa với việc đó là phải giảm hoặc là không có tính bủn xỉn, không có tính ganh ghét, không có tính xảo trá gian trối thì mới làm được. Quý vị có đồng ý với chúng tôi vậy không? Bây giờ chúng ta ở đây nè, có thể có người đó là đẹp đẽ, có người đó là không có đẹp đẽ. Dạ, không có đẹp đẽ. Thì có đẹp đẽ hay không đẹp đẽ gì đó, chúng ta cũng có được một cái quả phước là được làm người nè. Rồi trong chúng ta đây nè, có người đó thì là nói năng lưu loát, hùng biện trôi chảy, du dương trầm mẫm, dễ đi vào lòng người. Dạ, để đi vào lòng người. Rồi có người đó thì là nói nó cũng khó nghe, cũng chát chúa, rồi cũng khô khan, không có du dương trầm mẫm, khó đi vào lòng người. Nhưng mà được nói đây nè, thì đây cũng là một cái quả phước rồi. Mình có cái miệng thì mình mới nói được, nói ra tiếng người nè, đây cũng là cái quả phước. Thì chúng tôi mới thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta ha. Chứ bây giờ mình nè, mình đây khoảng 32 người, trừ chúng tôi ra đi, tính luôn chúng tôi đi, 32 người. Với cái hình tướng chúng ta đang có, với thân nghiệp nè, khẩu nghiệp nè, chúng ta đang có đây. Để thân nghiệp này thực hành được việc thiện, để khẩu nghiệp này thực hành được việc thiện, bố thí hoặc là trì giới, bố thí hoặc là trì giới được. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ ý nghiệp của chúng ta đó có phải là giảm hoặc là không có ganh ghét, không có bủn xỉn keo kiết, không có dối trá lường gạt hay không, hay là ý nghiệp chúng ta vẫn có ganh ghét nè, vẫn có nè bủn xỉn keo kiết nè, vẫn có dối trá gian manh, mà chúng ta có thể bố thí được, chúng ta có thể trì giới được, được không xin thưa quý vị? Bố thí đó là cho ra, bố thí đó là để diệt trừ đi cái sự bủn xỉn, để diệt trừ đi tham mà. Thì thành ra đó là ý nghiệp của mình, tức là trong nội tâm của mình phải không có bủn xỉn, hoặc là ít ấy, thì mình mới có thể bố thí được. Dạ, mình mới có thể bố thí được. Rồi trì giới đó là để giảm hoặc là để diệt trừ đi cái sự sân hận, bực bội, tức tối, nóng nảy. Thì sân hận, bực bội, tức tối, nóng nảy đó đó cũng bao gồm luôn cả ghét, dạ, ganh ghét. Thì để gìn giữ trì giới được đó, thì buộc lòng đó chúng ta cũng phải giảm hoặc là không có cái tính ganh ghét đó đó, thì mới có thể giữ giới được, giữ giới được. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, phàm phu đó thì nó ngộ lắm. Ở một cái câu kệ khác Đức Thế Tôn ngài nói đó là con người của mình đây nè, được hình thành lên từ những cái khúc xương, được da bao bọc xung quanh, được tô trét đó là bằng máu và thịt. Bên trong đó chất chứa đầy mạng lừa đảo. Dạ, mạng lừa đảo. Thành ra đó là cái nội tâm đó, nội tâm đó xin thưa quý vị, hủ bại. Nội tâm đó đầy dẫy những ganh tị, ganh ghét đó. Nội tâm đó đầy dẫy những bủn xỉn, nội tâm đầy dẫy những cái dối trá gian manh. Nhưng mà cái miệng nói ra đó thì ngọt liệm, ngọt mà chết ruồi luôn.
Dạ ngọt mà chết rồi luôn. Có không xin thú cái gì? Có à, thì trong trường hợp đó, đó ở bên Khmer đó họ có một cái câu dạng giống như là thành ngữ tục ngữ vậy. Là chắc á, chắc là cái tâm nó chắc á, thì tiêu à, tiêu à tót, tiêu à tót, chắc tiêu à tót, mất tiêu à can. Chắc là cái tâm, tiêu à tót là tiêu quá đắc tá. Là cái tâm đó thì là của Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mất đó tiêu à ta là cái miệng đó thì là của chư thiên. À, hoặc giả như là người Việt mình có một câu khác đó là bên ngoài thì chót lưỡi đầu môi, mà bên trong đó thì chứa đậy cả, chứa đựng cả bồ, bồ giáo căn. À, bồ giáo căn. À, thì khi mà mình hiểu ra được vậy đó, mình hiểu ra được vậy đó là nhờ mình có học giáo pháp, nhờ mình tu theo Phật, lấy lời dạy của Ngài làm chỗ y cứ. Thế cho nên cố gắng sống theo cái lời dạy của Ngài. À, thì từ cái chỗ đó đó mình hiểu ra đó, những cái gì mà mình có đây nè, là do nhân phước. À, đời xưa kiếp trước mình đã từng tạo, thành ra bây giờ mình mới có những cái thành quả vậy. Thì ước muốn đời sau kiếp khác những cái quả này nè mà nó tốt hơn nữa đó, thì buộc lòng đó là mình phải gieo nhân tiếp. Xin thú vị. À, giống giờ ở trong nhà của mình nó có một cái bồ lúa, vậy có nghĩa đó là mình có gạo ăn quanh năm. À, thì có gạo ăn quanh năm đó là mình hạnh phúc sung sướng hơn người khác rồi. À, nhưng mà xin thưa quý vị, có một bồ à. À, thành ra mình ăn đó một lúc nào đó nó sẽ hết. Đó, giờ mình ước muốn, mong muốn đó là mình sẽ có ăn hoài hoài. Chẳng những kiếp này mình cũng có ăn, mà đời sau kiếp khác mình cũng có ăn. Thì như vậy đó, thì là mình ngoài việc ăn cái bồ lúa đó ra thì mình phải gieo, mình phải trồng lúa. Để tới mùa đó, cái là mình gặt hái về đổ vô bồ, tới mùa gặt hái đổ vô bồ, thành ra mình ăn hoài, ăn quỷ, ăn suốt, ăn không hết được. À, do đó đó là đời sau kiếp khác không phải nữa, mình chỉ hưởng được cái quả đó là nói năng được lưu loát hùng biện, có sắc diện tươi tốt. À, mà mình còn có thể có thêm các cái loại quả khác. Đó là bốn tuệ giác phân tích của Thánh Đệ Tử Phật hay Độc Giác Quan Giác. Tất cả quả lành này do công đức đã tạo, mình phải tạo nhân thì mình mới có được các cái quả đó. Thì để có được nhân đó, xin thưa quý vị, à, xin lỗi, để tạo được cái nhân đó, để tạo được phước, để tạo được việc thiện đó, thì buộc lòng đó là ý nghiệp của mình hay là nội tâm của mình phải vắng bóng đi cái đức tính ganh ghét nữa, đức tính bủn xỉn, đức tính dối trá gian manh, đức tính dối trá gian manh. À, thì mình mới có thể đó làm việc lành, việc thiện được. À, như vậy thì từ cái chỗ này nè, chúng ta thấy đó, những cái đức tính này nè mới cực kỳ quan trọng. Còn cái việc đó, chúng ta có nói năng lưu loát được hay không, chúng ta có sắc diện tươi tốt được hay không, à, thì cái đó đó chưa quan trọng, hay không có quan trọng bằng việc mình từ bỏ những cái đức tính này, những đức tính xấu nè, những đức tính bệnh hoạn này nè. À, thì lúc đó đó mình mới có thể sử dụng được nói năng lưu loát đó đó để làm lợi cho mình, làm lợi cho tha nhân. Mình mới có thể sử dụng được cái sắc diện tươi tốt đó đó để làm lợi cho mình, làm lợi cho tha nhân. À, nhưng mà thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình mà muốn tiếp độ ai đó, mình muốn tế độ ai đó, thì mình có sắc diện tươi tốt, mình có phải dễ tiếp độ người ta hơn không?
À, mình có cái khả năng nói năng lưu loát hùng biện đó thì mình có phải đó là dễ tiếp độ người ta hơn không? Hơn, xin thưa quý vị. À, thành ra trong kinh Tăng Chi pháp ba chi đó, trong đó đó Đức Thế Tôn ngày dạy đó là con ngựa hiền thiện mà để được vua quan người ta sử dụng á. À, thì con ngựa đó phải có ba đặc điểm. Một là phải có tốc lực, hai phải có sức lực, sắc đẹp, và ba là phải có sự cân đối. Phải có sự cân đối. À, thì một người tu, ở đây chúng tôi nói chung vậy đó. À, chứ còn ở trong kinh thì nó là một vị tỳ kheo. À, nhưng mà đây chúng ta hiểu rộng ra một người tu. À, thì bao gồm cả tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ. Một người tu để được người khác, người ta kính trọng mình, người ta mến mộ mình, người ta cúng quải cho mình, cúng dường cho mình. À, thì một người tu đó nó phải thành tựu được ba thứ. À, cũng phải thành tựu được ba đặc tính đó, tức là cũng phải có tốc lực nè, cũng phải có sắc đẹp nè, cũng phải có sự cân đối. Thì tốc lực ở đây là gì? Là thành tựu được sở chứng. À, tốc lực ở đây là thành tựu được sở chứng, tức là liễu ngộ hay là liễu thông được tứ thánh đế. Thì chúng ta hiểu ra liễu ngộ hay liễu thông được tứ thánh đế thì chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, trở thành bậc thánh. À, thì người như vậy đó được xem như là thành tựu được tốc lực. À, thành tựu thứ hai đó là thành tựu sắc đẹp. Thì sau khi liễu ngộ liễu thông được tứ thánh đế rồi, phải xiển dương xiển bày ra để cho người khác nó có thể hiểu được. À, tức là bản thân của mình trở thành thánh rồi thì bây giờ mình cũng có khả năng đó là hỗ trợ tế độ cho người khác được trở thành bậc thánh giống như mình. À, thế đây là sắc đẹp. Thứ ba là cân đối. Chúng tôi hỏi quý vị ha, chứ bây giờ này ha, chúng tôi đang nghe giảng pháp cho quý vị nghe vậy nè, quý vị thấy hoan hỷ. Nhưng mà ở đây đó quý vị không có, chỉ nghe chúng tôi nói thôi chứ chưa có thấy sắc diện của chúng tôi, chưa có chứng kiến cái đời sống của chúng tôi. Một khi mà quý vị thấy được cái sắc diện của chúng tôi này, chứng kiến cái hành vi lối sống của chúng tôi đó, ví dụ như cái tướng hạo của chúng tôi nó không có được quân bình, thấp nè, rồi là cái gì đó tay chân ốm tống teo nè. Đó thì lúc đó đó quý vị sẽ có cái cách nhìn như thế nào về chúng tôi, quan hỷ hay là không quan hỷ? Khó quan hỷ. À, chúng ta nhớ cái câu chuyện của ngài trưởng lão Phách Đá, Phách Đi Giá Lùng không? Ngài là bậc A-la-hán mà bị các cái gì thì kheo khác đó là chê bai nè, rồi là nhéo má nè, nhéo tai. À, thành ra đó là cái hình thức mà không có hài hòa nè, không có đẹp thì khó để mà tế độ người khác. Rồi dù cho chúng tôi có khả năng nói pháp lưu loát, hiểu biết sâu sắc về pháp, nhưng mà cái đời sống của chúng tôi thiếu thốn, cắp lê không có để ở, y áo đó thì không có để mặc, vật thực đó thì không có đủ để mà ăn. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử, chứ quý vị có còn kính trọng chúng tôi nữa không? Có còn thương mến không? Có còn chấp nhận để cho chúng tôi tiếp độ không? Không. Còn. Thành ra để tiếp độ được người ta đó là mình nè, xác nhận giọng nói cũng tương đối đó là ok. Rồi mình cũng phải có vật chất, vật chất tương đối,
thì lúc đó đó mình mới tiếp độ người ta được. Cho bây giờ mà mình đi thử hỏi quý vị, cho bây giờ mà mình chúng tôi nè đi tiếp độ người giàu có đi, mà bản thân của chúng tôi không có ăn cắp đi xe tới, hoặc là sắp sửa các cái thiết rồi đi tiếp độ người ta nói tiếp độ người ta đó, mình nói của cái là phù du lắm, phải từ bỏ và bố thí rồi đi, thì người ta có tính không? Có. Thì thành ra đó là sự cân đối ở đây có nghĩa rằng là về mặt vật chất mình phải ở dạng trung bình. Mình phải ở dạng trung bình thì lúc đó, đó mình mới dễ dàng tiếp độ được người ta. Mình có sở tri chứng nè, mình có khả năng xiển dương cái sở tri chứng đó ra cho người khác. Nhưng bên cạnh đó đó, vật chất mình cũng phải tương đối. Thì lúc đó đó người ta mới nghe theo mình. Dạ, người ta mới nghe theo mình. Thì thành thử ra là khi mà mình tạo nhân tạo phước đó, xin thưa quý vị, để mình thành tựu được các cái loại quả đó, đó thì cố gắng tạo cho nó tưởng nó đồng đều. Tạo cho nó tưởng nó đồng đều. Có nhiều người có cái quan điểm đó là thôi giờ đi tu thiền quán này, cho nó giải thoát thôi, chứ còn bố thí đồ đó là của những người thấp thấp, hoặc là gì đó gìn giữ giới đó cũng của những người thấp thấp, mình phải ngồi lim dim này để suy nghiệm về vô thường khổ vô ngã rồi đó, thì nó mới cao siêu. Xin thưa quý vị, mình nghĩ vậy đó là cực đoan, là khiếm khuyết. Khi nào mình tu bát chánh đạo đó thì mình mới có khả năng thành thánh được. Mà trong bát chánh đạo chúng ta nhớ chánh kiến là đi đầu. Chánh kiến đi đầu. Mà trong chánh kiến đó thì đầu tiên đó là phải hiểu về nhân quả nghiệp báo. Phải thấy rõ ràng được cái tính chất nhân quả nghiệp báo thì mới có được chánh kiến. Thứ hai của chánh kiến đó là phải thấy rõ được vạn hữu đó có cái tính chất là biến hoại đổi thay dẫn đến đau khổ. Biến hoại đổi thay đau khổ đó tùy thuộc vào điều kiện, chứ không phải tùy thuộc vào ước muốn ý muốn của bất kỳ một ai. Tức là thấy rõ được tam tướng. Bước thứ ba đó, chánh kiến là phải hiểu rõ được phương pháp đắc thức để thành tựu hoặc là để diệt trừ từ bỏ các bất thiện pháp. Chánh kiến thứ tư đó là thấy được cái thành quả của việc làm đó. Chánh kiến thứ năm đó, đó là khi đang làm hoặc là khi thành tựu rồi đó có sự xem xét lại để thấy được cái nào đã thành, cái nào chưa thành, để mà có cái sự sửa chữa, tức là phản kháng. Thì thành thử ra đó, chúng ta thấy chánh kiến nó là vậy đó. Cho nên khi mà tạo nhân, tạo việc thiện, nhân nào mình cũng tạo, phước vật mình cũng tạo, phước đức mình cũng tạo, phước trí mình cũng tạo. Phước vật nó hỗ trợ cho phước đức, nó hỗ trợ cho phước trí. Phước trí nó hỗ trợ cho phước đức, nó hỗ trợ cho phước vật. Phước đức nó hỗ trợ cho phước trí, nó hỗ trợ cho phước vật. Bây giờ vì do mình tạo động điều vậy đó, thì đến khi mà mình thành tựu đó, mình thành tựu đó xin thú gì, thì lúc đó mình có đầy đủ cả ba đức tính, là có tốc lực này, có sắc đẹp này, có sự cân đối. Thì khi đó đó mình dễ dàng tiếp độ tế độ được nhiều người. Dạ, được nhiều người. Bây giờ nói tóm lại cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn ngày dạy cho mình biết đó. Người thiện lương hay người hiền lương đó, ở đây mình hiểu đó là bậc thánh. Mà để trở thành bậc thánh đó, thì buộc lòng người đó, đó phải diệt trừ hay là từ bỏ đi các bất thiện pháp.
Cụ thể ở đây đó là từ bỏ đi tính cảnh giác, từ bỏ đi tính bủn xỉn, từ bỏ đi tính dối trá, lường gạt. Thì khi mà từ bỏ được các đức tính này thì bây giờ phải thực hiện các cái việc lành việc thiện. Nhờ thực hiện các cái việc lành việc thiện đó thì nó mới cho mình những cái thành quả. À, người màu da tươi sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ, bậc chuyển luân thánh chúa. Tất cả quả lành này do công tạo. À, phải tạo thì mình mới có được những cái đó. Bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật hay độc giác toàn giác, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Thành tựu được bốn tuệ phân tích cũng phải tạo nha, phải tạo phước, phải tạo việc lành thì nó mới có được. À, do đó đó bây giờ nè, mình đang có này nè, xin thưa quý vị, đầu mình tay chân đây nè là cái quả. À, cái quả này đó là do nhân phước đời xưa kiếp trước. Bây giờ mình mong muốn là những cái quả này mà đời sau kiếp khác nó tốt đẹp hơn thì mình cố gắng siêng năng tinh tấn để tạo các việc lành, việc phước. À, thì đời sau kiếp khác mình mới có được. Thì hôm nay cái câu kệ pháp cú số 262 chúng tôi đảm trách xin được có bấy nhiêu lời chia sẻ đến với toàn thể bà con chư Phật tử. Ngày mai chúng ta sẽ học câu kệ tiếp theo, lúc đó ta sẽ biết được người hiền lương cần làm gì, trở thành người hiền lương là có những pháp tính nào. Xin mời quý vị ngày mai chúng ta vào room để nghe tiếp. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp với đề tài là câu kệ pháp cú số 262. Chúng con xin được thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Phước báo khác xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực đại thần lực, cầu mong chư thiên họ nhận phần phước này rồi hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ chúng con kính đại đức chúng mật. Đã giảng 162 nay chúng con hành theo được sự lệnh. Dạ, chúng con. Kính tri ân chúng tôi đang kính máy không, con kính dân mắt đức sư. Dạ, vậy là sư không có trước máy. Dạ, con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Dạ dạ, con kính thỉnh đại đức Minh Mẫn. Dạ, con kính dân mắt đức. Phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhuta nupavena sapa thamma nupavena sapa sangha nupavena sada sote Phavantu te cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt cùng chư Trung Đức.
đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Yadevata santi viharawa sini thủ bê gà rê bù thi gà rê tà hình tà thăm má đà đê ná bá hoàn tu bù chi tà sô thiên gà rôn tệ thà vi hà sra măng đà lê thê ra cha mát cha ná qua ca cha bích ca vô sà ra mi ca đà ná pa ti u pa sa ca Gama cha de sani gama cha isara sappana puta sukita pawan tu te cha namu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta tha vo papatika niyani kang thamma wa rang pa tip cha te sappe pi dukkha sakarantu sankhayang tha tu chi răng xá tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sẵn khô hô tu sa mắc vô hoa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra kha tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô út thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.